11 câu chuyện, 11 bài học đáng giá cả một gia tài nghìn tỷ. Cuộc sống là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người. Mỗi người đều có một cuộc sống, song muốn như thế nào lại là lựa chọn khác nhau. Bình yên hay mạo hiểm, chấp nhận hay phản kháng, có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Nhưng chung quy lại cũng chỉ tồn tại hai cách, sống hay tồn tại. Bạn được Thượng Đế tặng cho cuộc sống là để học cách yêu thương, cách chia sẻ. Lâu lâu, Ngài sẽ để lại một vài chướng ngại vật để bạn học cách vượt qua nó. Cuộc sống là chuỗi những ngày học tập. Những câu chuyện quà tặng cuộc sống là những triết lý nhân sinh, có thể cho bạn những bài học để cuộc đời của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Sau đây là một vài câu chuyện hay và ý nghĩa nhất. Câu chuyện thứ nhất: lúc sa cơ lỡ vận hãy cố gắng, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Đời người như con đường, có chỗ thì bằng phẳng, cũng có chỗ chông gai. Kẻ trí khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún mình, lúc gặp tai họa vẫn ung dung bình thản. Người xưa dạy, sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Tây Lư đi du thuyết các vua nước chư hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền chài vớt ông lên, ôm bụng cười bảo: ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, tài gì mà đòi đi nói các vua chư hầu? Tây Lư đáp: hòn ngọc bích đem dệt cưỡi không tiện bằng hòn ngói, hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ ngựa ký ngài chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thanh gươm quý đem mà khâu dài thì không tiện bằng cái dùi. Chú có tài lội nước qua sông vượt gió, nhưng nếu này cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. Quả thế, mỗi người một tài, tuy nhất thời lâm vào hoạn nạn vì sở đoản, nhưng lại sẽ có ngày vinh quang bởi sở trường, hà cớ và thất vọng bi quan. Mãi đắm chìm trong thất bại, nhược điểm của bản thân cũng như chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý. Trong một cái hồ nọ, có một con ốc sên và một con ếch. Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà nên thường xuyên gặp nhau. Nhưng cứ mỗi khi gặp ếch, ốc sên thường chẳng tỏ thái độ gì. Có những lúc ếch chào mà ốc sên cũng chỉ ừ một tiếng cho xong chuyện rồi bỏ đi ngay. Thái độ đó khiến cho ếch cảm thấy rất khó chịu. Có một hôm, ếch đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Nó quyết định phải hỏi ốc sên cho ra lẽ. Này ốc sên, tôi có làm gì đắc tội với anh đâu. Tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Gặp tôi mà anh cứ coi như không thế. Thấy ếch có thái độ rất thẳng thắn, ốc sên liền nói ra nỗi khổ của mình. Họ hàng nhà ếch của anh ai cũng có bốn chân, có thể nhảy hết chỗ này tới chỗ nọ. Trong khi đó, tôi ngày nào cũng phải mang chiếc vỏ nặng trịch này lê bước đi chậm chạp, cho nên trong lòng cảm thấy không vui. Ếch nghe thấy vậy mới nói rằng: ai cũng có cái khó riêng của mình. Anh chỉ nhìn thấy sự vui vẻ của chúng tôi, nhưng lại không hề nhìn thấy sự đau khổ của chúng tôi. Các anh thì có gì là đau khổ chứ? Ốc sên hỏi ếch với vẻ hoài nghi. Khi ốc muốn hỏi rõ nguyên nhân, thì một con chim ưng từ trên cao đột nhiên lao xuống. Ốc sên vội vàng cuộn vào trong vỏ của mình. Chỉ thương cho con ếch là đã bị con chim ưng kia ăn mất. Ốc sên nhìn con chim ưng bay xa mà trong lòng cảm thấy hết sức đau xót. Quả thật là trời có khi nắng khi mưa, trăng có khi tròn khi khuyết,
sông có khúc, người có lúc. Ấy là lẽ tự nhiên. Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời. Một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất. Và hiểu ra chỉ có một trái tim thuần tịnh, vị tha, dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người. Con ốc sên ghen tị với con ếch, vì ếch có bốn chân nhảy nhót tự do. Còn sên cõng trên thân chiếc vỏ nặng trịch. Bỗng một con chim ưng từ trên cao lao xuống. Ốc sên vội vàng cuộn vào trong vỏ, mà con ếch đã bị chim ưng kia ăn mất. Ốc sên lúc đó mới hiểu ra, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Câu chuyện thứ hai, sự tín nhiệm đến từ đâu? Buddha tuổi đã cao nên cần có một người bên cạnh để chăm sóc. Có rất nhiều học trò lần lượt đến thỉnh cầu để được chăm sóc cho người. Tuy nhiên, Buddha đều từ chối vì người đã chọn Ananya để chăm sóc cho mình. Khi đối xử với người khác, Ananya chưa hề đưa điều tốt của mình và chưa từng chỉ trích người khác. Tuy không lý luận nhiều, nhưng ai cũng biết tới Ananya. Vị học trò lớn nhất biết được tâm ý của Buddha liền đến nói với Ananya. Này Ananya, thầy của chúng ta cần ông làm người chăm sóc đấy. Thật là may mắn, ông hãy mau đến gặp thầy đi. Ananya suy nghĩ một hồi, rồi ngài đáp. Xin thứ lỗi cho tôi, Ananya không thể nhận lời ngài được. Vị học trò lớn tuổi vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Ananya. Ông hỏi Ananya, tại sao chứ? Đây là một cơ hội để được gần thầy. Sao ông lại không nhận lời? Ananya vẫn trầm ngâm một lúc rồi thưa. Thưa ngài, Ananya có ba điều kiện. Vị học trò lớn hỏi, ba điều kiện ấy là gì? Ananya đáp, thưa ngài, một là tôi sẽ không nhận quần áo từ thầy hay bất kỳ món quà nào sau khi tôi được chọn làm người chăm sóc cho thầy. Hai là tôi sẽ không hưởng bất kỳ món ăn ngon nào vì lý do đó. Và ba là không phải thầy gọi thì Ananya xin có được quyền không đến. Mong ngài thưa lại với thầy. Vị học trò lớn về thưa lại sự việc với thầy. Không những Buddha không nổi giận mà còn khen Ananya biết nhìn xa trông rộng. Thì ra Ananya đưa ra những điều kiện ấy là để tránh những đố kỵ, oán ghét của những người xung quanh rằng Ananya còn nhỏ tuổi vì ham cái ăn cái mặc nên mới xin làm người chăm sóc cho thầy. Cuối cùng, suốt quãng đời còn lại, Ananya luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Buddha, cho đến lúc Buddha ra đi. Nhờ được gần gũi bậc hiền trí và đức tính cẩn trọng, luôn vì người khác, mà Ananya ngày càng tiến bộ, được mọi người kính phục và đã đạt được những thành tựu to lớn về đức hạnh và trí tuệ. Bài học: gặp danh lợi, người ta dễ dàng lao vào như con thiêu thân, ít ai cẩn trọng, đề phòng cho mình và cho người khác, không bị đắm chìm trong đó. Người biết nghĩ cho người khác là người luôn được tín nhiệm, kính phục và luôn có những quyết định sáng suốt. Câu chuyện thứ ba, cậu bé thông minh. Có một cậu bé, một hôm mẹ dắt cậu tới một cửa hàng tạp hóa mua đồ. Ông chủ nhìn thấy cậu bé đáng yêu nên đã bóc một gói kẹo mút, muốn cậu bé lấy kẹo ăn. Nhưng cậu bé không làm gì cả. Sau một hồi nói mãi, ông chủ bèn tự mình bóc một nắm kẹo cho vào túi áo cậu bé. Sau khi về đến nhà, mẹ cậu bé hỏi vì sao không tự lấy kẹo mà phải để ông chủ bóc cho như vậy. Cậu bé đáp, bởi vì tay con nhỏ, còn tay ông chủ to, để ông chủ lấy thì nhất định sẽ được nhiều hơn. Đây là một cậu bé thông minh,
cậu bé biết giới hạn của bản thân. Điều quan trọng hơn là cậu cũng biết người khác mạnh hơn mình. Phàm là chuyện gì không thể chỉ dựa vào sức mình, hãy học cách dựa vào người khác một cách kịp thời. Đây là một loại khiêm tốn, càng là một sự thông minh. Câu chuyện thứ tư, quả trứng của Christopher Columbus. Sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng Columbus chỉ làm được điều này nhờ vào may mắn. Tại một bữa tiệc, có một nhà quý tộc đã hỏi Columbus: "Ngài Columbus, tất cả chúng ta đều biết rằng nước Mỹ ở ngay đó, và ngài chỉ là tình cờ bước được lên đó. Nếu chúng tôi đi, chúng tôi nhất định cũng sẽ tìm thấy thôi." Đối mặt với câu hỏi làm khó mình, Columbus không hề hoảng loạn. Ông đặt một quả trứng luộc trên bàn và nói với mọi người: "Thưa quý vị, ở đây ai có thể đặt được quả trứng đứng thẳng trên bàn? Ai có thể làm điều này?" Mọi người ai cũng háo hức thử, nhưng lần lượt ai nấy đều thất bại. Tất cả mọi người đều nhất trí là không thể làm được và bắt Columbus phải giải đố. Columbus khẽ mỉm cười, ông cầm quả trứng, đập khẽ đầu quả trứng xuống mặt bàn và đặt luôn chỗ mớp của quả trứng lên bàn. Quả trứng đứng im phăng phắc. Sau một giây im lặng, sững sờ, cả phòng nhao nhao. "Ôi dào, có gì đâu, như thế thì ai chẳng làm được." Columbus sau đó nói: "Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Phát hiện ra châu Mỹ quả thực không khó, cũng dễ như việc làm cho quả trứng đứng thẳng trên bàn vậy. Nhưng xin hỏi các vị, trước khi tôi chưa làm được, đã có những ai làm được?" Khi ai đó chứng kiến một việc đã được làm rồi, họ sẽ thấy dễ. Tuy nhiên, nếu một hiện tượng chưa từng được giải đáp, việc tìm đến kết quả là hành trình gian nan. Cũng giống như vậy, sáng tạo thực ra chỉ đơn giản như vậy. Quan trọng là bạn có dám nghĩ, dám hành động hay không. Sáng tạo về bản chất là một thái độ cởi mở, là sự nghênh đón một tư tưởng mới, quan điểm mới, thay đổi mới. Nó cũng cho thấy góc độ mới khi nhìn nhận vấn đề. Nhiều khi mọi người sẽ nói: "Đấy mà là sáng tạo ư? Thật ra tôi cũng biết." Câu chuyện thứ năm, sức mạnh của ý chí. Có một cậu bé được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Cậu là một cậu bé tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Một buổi sáng nọ, mọi người bàng hoàng nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy cậu bé đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói với mẹ cậu là có lẽ cậu sẽ chết vì phần dưới cơ thể của cậu đã bị hủy hoại. Suốt những ngày đó, mẹ cậu luôn ở bên cạnh và trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe mọi chuyện đang diễn ra, kể cho cậu nghe những kỷ niệm vui khi mà cậu giúp đỡ được người khác. Thoáng nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt và cậu quyết chí sẽ sống cho tới cùng. Cậu đã vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Mối nguy hiểm tạm qua, nhưng bác sĩ lại cho hay phần dưới cơ thể cậu bị tổn hại quá nặng và cậu sẽ sống cuộc đời còn lại trên một đôi chân què quặt. Một lần nữa, cậu bé đau đớn, nhưng vẫn nuôi ý chí được đi lại như trước. Một ngày, mẹ cậu đồng hành, trò chuyện, động viên và xoa bóp đôi chân nhỏ bé của cậu. Tuy chân cậu vẫn không hề có cảm giác gì, nhưng cậu vẫn không nản lòng, cậu không ngừng tìm cách vận động. Một buổi sáng nọ, như mọi khi, mẹ cậu đẩy cậu ra sân
để hít thở khí trời và tắm nắng. Cậu vùng dậy, đẩy người ra khỏi chiếc xe lăn và rơi xuống đất. Cậu bò, cậu trườn, cậu ngoài người vào đám cỏ, kéo lên đôi chân tật nguyền phía sau. Cậu nhắm thẳng hàng rào mà bươn tới. Rồi bằng một nỗ lực bất ngờ, cậu với tay nắm lấy bờ rào mà đứng dậy. Nhìn cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của người mẹ. Nhờ tình thương, sự đồng hành của mẹ và ý chí kiên cường của mình mà cậu đã tự đứng dậy, đi cài nhắc từng bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, chạy đến trường, rồi chạy luôn tới khung trời đại học đã ước mơ bấy lâu. Điều đặc biệt là cậu đã tham gia vào đội điền kinh của trường. Chàng thanh niên mà ai cũng ngỡ rằng không thể sống sót, không bao giờ bước được, không bao giờ chạy được, chính là bác sĩ Glenn Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Bài học rút ra: khi ta có ý muốn làm một việc gì đó và tin chắc rằng khả năng của mình trước sau gì cũng làm được, thì niềm tin ấy sẽ biến thành nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại. Niềm tin chính là nền tảng để tạo dựng ý chí. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nơi nào có hiểu biết, nơi đó có tình thương. Câu chuyện thứ 6: chú mèo không có miệng. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học. Một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát, nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa. Một buổi chiều khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi: cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc? Cô bé lại òa lên tức tưởi: cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, không có ai hết, không ai nghe cháu nói. Vậy ông sẽ nghe cháu. Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà. Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã chạy qua đèn đỏ. Ngài biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe, hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét. Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng.
Chú mèo hiện nay đã mang hiệu Hello Kitty. Chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người. Câu chuyện thứ 7. Thứ quý giá nhất trên đời. Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo cho bằng được nắp chai ra. Bất ngờ, từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện. Vị thần liền cất tiếng nói: "Đừng sợ, ngươi là ân nhân của ta. Ta cho ngươi 3 điều ước. Nào, hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi." "Ước gì nhỉ?" Chàng đắn đo và trả lời: "Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé." "Được thôi, từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy." Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi, chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư, chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ, liều mình cứu những người nghèo khổ, thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục. Chàng lại tiếp tục đi, và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: "Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả." Thế là chú cá voi được cứu sống. Hoàng hôn buông xuống, vị thần hiện ra hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra chưa?" Chàng trai trả lời: "Vâng. Xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ, một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái vị tha của người từng trải." Vị thần trả lời: "Thật đáng ngạc nhiên, người đã có thứ quý giá nhất trên thế gian này." Câu chuyện thứ 8. Chân tường. Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet. Nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ, anh ta lại trèo tường ra ngoài. Nhưng mới trèo được có một nửa thì vội vã rút chân lại. Sắc mặt rất kỳ lạ, không nói không rằng. Về sau, anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa. Các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma. Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng. Nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia. Anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: "Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn nên ngồi ở chân tường cả một đêm." Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng tiến lên phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì thân nhân của mình. Hy vọng tất cả những đứa con đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ. Câu chuyện thứ 9. Tình bạn. Trong một khu vườn nọ có hai cây bưởi. Một cây là bưởi ta, một cây là bưởi diễn. Bưởi diễn ra rất nhiều quả, bưởi ta thì rất ít quả, lại kém ngọt. Tuy nhiên, ông chủ lại rất yêu quý hai cây bưởi này. Và một ngày nọ, ông chủ phải đi xa một thời gian dài. Một trận bão kéo đến khu vườn. Gió rất mạnh, mưa rất to. Cây bưởi diễn không đủ sức chống chọi với bão. Vì vậy, cây bưởi ta đã dùng thân mình để che chở cho cây bưởi diễn không bị bão quật ngã. Nó hét lên trong bão: "Chỉ gãi vài cái cành thôi mà, tôi không muốn nhìn cậu bỏ cuộc." Như vậy, cả hai cây bưởi đã nương tựa nhau để cùng vượt qua cơn bão. Sau cơn bão, cả hai đều sống sót,
nhưng đều bị gãy cành, đặc biệt là cây bưởi ta. Cháu công chủ thấy vậy, liền định đem rìu ra chặt cây bưởi ta để lấy đất cho cây bưởi diễn phát triển. Cây bưởi diễn thấy vậy, vô cùng lo lắng cho người bạn của mình. Nó liền nghĩ ra một kế. Nó rủ những con sâu ở trong vườn bò lên người hai cây bưởi, để cậu chủ sợ không dám chặt cây. Quả thật, sau khi thấy sâu bám đầy hai cây bưởi, cậu chủ vứt rìu bỏ chạy đợi ông về. Khi ông chủ về, cậu bé tò mò hỏi: cây bưởi ta ra ít quả lại không ngon, tại sao ông không chặt? Ông của cậu trả lời: bởi đó là cây bưởi mà một người đồng đội của ông mang từ trong Nam ra tặng cho ông. Đó là minh chứng cho tình bạn của ông sau bao năm xa cách vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về người bạn đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau chiến đấu. Tuy quả bưởi ta không ngon, nhưng đối với ông, nó luôn ngọt ngào như tình bạn vĩnh cửu của ông vậy. Câu chuyện thứ 10: ánh sáng của tình bạn. Ở một ngôi nhà nhỏ, có một cậu bé và một chú chó tên là Lizzy. Cậu bé rất yêu quý chú chó của mình. Bỗng một ngày, cậu phát hiện ra chú chó của mình có vấn đề, nên đã quyết định đưa chú đi khám. Chú chó bị thoái hóa võng mạc, nên bị mù vĩnh viễn. Từ đó, Lizzy trở nên buồn chán, tự ti, không thiết tha chuyện ăn uống hay đi dạo cùng cậu chủ. Một hôm, cậu chủ dẫn một con chó khác về nhà, tên là Mắt. Mắt về đến nhà đã lần la hỏi chuyện làm quen với Lizzy. Nhưng chú chó mù phớt lờ mọi cố gắng của chú chó mới. Nó hét lên: tôi chỉ là một chú chó mù lòa vô tích sự. Tôi không thể dạo chơi, không thể vui đùa. Đến cả cậu chủ cũng căm ghét tôi, nên mới dẫn cậu về để thay thế tôi đấy. Cậu không cần phải tỏ vẻ quan tâm đến tôi đâu. Mắt nghe vậy vô cùng buồn bã. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết là cậu bị mù, nhưng điều đó đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn. Tôi sẽ làm bạn với cậu, tôi sẽ vui đùa cùng cậu, tôi sẽ là đôi mắt của cậu. Từ đó, hai chú chó trở nên thân thiết, cùng nhau sống những năm tháng thật đẹp trong ngôi nhà của mình. Một hôm, cậu chủ dẫn Lizzy đem cho người bạn của mình. Nghe tin Mắt buồn bã, bỏ ăn bỏ uống, cuối cùng đã lẻn ra ngoài để đi tìm người bạn của mình. Sau rất nhiều nỗ lực, Mắt tìm thấy Lizzy. Chú chó cũng không chịu ăn uống vì nhớ thương người bạn của mình. Cảm động trước tình bạn của hai chú chó, chủ của chúng đã quyết định không tách rời cả hai. Và thế là chú chó mù theo sự chỉ dẫn của Mắt trở về ngôi nhà của mình. Câu chuyện thứ 11: một lần bất kính với Phật phải chịu quả báo 9 vạn năm. Một ngày, tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy một ngạ quỷ vô cùng đáng thương. Thân thể ngạ quỷ giống như cây cột bị cháy rụi, bụng to như cái trống, trong khi cổ lại nhỏ như cây kim. Miệng không ngừng phun ra lửa, tự đốt cháy mặt mũi của mình. Bất cứ vật gì đưa lên miệng ngạ quỷ đều lập tức biến thành sắt nung chảy, khiến nó phải chịu cảnh đối khắc cùng cực, gào khóc không ngừng, tuyệt vọng chạy khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Không nỡ chứng kiến cảnh đau lòng như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên bèn cúi xin Đức Phật Thích Ca từ bi chỉ rõ nguồn cơn. Thưa Đức Phật, xin hãy cho con biết nhân duyên đời trước của quỷ đói như thế nào. Đức Phật gật đầu, Ngài từ bi giảng giải cho các đệ tử. Trước đây rất lâu, tại thành Xá Vệ, có một phú ông giàu có, nhờ buôn bán nước mía mà gia nghiệp vô cùng phát đạt. Một ngày, có
có một trưởng lão đến nhà phu ông khất thực. Phu ông không biết trưởng lão ấy chính là Bích Chi Phật, nhưng trước sau vẫn luôn tỏ ra cung kính và cho người chuẩn bị nước mía mời vị trưởng lão này. Tuy nhiên, khi đồ cúng dường còn chưa kịp dâng lên, thì phu ông lại có việc phải ra ngoài. Trước lúc đi, ông căn dặn vợ phải thay mình tiếp đãi trưởng lão thật chu đáo. Vợ ông cũng vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, khi chồng bà vừa đi khỏi, bà ta liền đổi ý. Nước mía này có được cũng chẳng dễ dàng gì. Trước nay, nhà ta cũng chưa từng bố thí cho ai thứ gì. Nếu này cúng dường cho ông ta, sau này chẳng phải sẽ có rất nhiều kẻ khác tới hay sao? Nghĩ vậy, bà ta liền đổ nước bẩn vào chiếc bát của vị trưởng lão. Sau đó mới rót thêm chút nước mía ép lên trên. Nhưng vị trưởng lão sớm đã nhìn rõ ra tâm cơ của bà ta. Sau đó không lâu, bà vợ tham lam của vị phú ông này mắc bệnh qua đời. Vì sinh thời thất lễ với Phật, nên bà phải chuyển sinh thành ngạ quỷ, thường phải chịu cảnh đói khát ngày đêm, rồi lại bị lửa thiêu đốt, khiến thân thể không lúc nào yên. Vì quả báo quá nặng nề, nên bà ta phải chịu đựng suốt 9 vạn năm mới có thể trả xong nghiệp tội của mình. Thế mới biết, bất kính với thần Phật sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn đến nhường nào. Lời đã nói ra sẽ không vì gió mà bay đi. Việc ác đã làm cũng sẽ không vì tai phủi bụi mà coi là xong chuyện. Chúng ta với cặp mắt phạm này không thể nhận ra ai là thần, ai là nhân. Vậy nên, hãy lấy thiện đãi người, dùng hòa ái và chân thành mà đối đãi, thì mới là cách sống của một người khôn ngoan.